Hi mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh vlog của mình. Thì hôm nay mình có cơ hội tham quan bảo tàng lịch sử của Hồ Chí Minh ở Hồ Chí Minh. Thì trong này mình đã tìm hiểu qua thì thấy có rất là nhiều điều thú vị. Nghe bảo ở bên trong có cả xác ướp nữa. Bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng cái bảo tàng lịch sử ở Hồ Chí Minh nhé. Ở đây là phía ngoài của không gian bảo tàng, nó lên mấy tầng luôn. Mình sẽ đi một vòng xem như thế nào nhé. Ở đây là phía ngoài cổng, ngoài cửa đi ra vào. Bây giờ mình sẽ đi ra. Chức nhận sao, nhận đây bên này là nhận ngọc phỉ thúy các kiểu, nhận này của Trung Quốc ngày xưa. Mấy người nói vòng tay, đây là vòng tay thời xưa, đấy, lâu lắm rồi. Mấy cái này là cái kẹp tóc, mấy cái kẹp tóc hay sao á, cái nơ của con gái á, móc thắt lưng, cái này là móc thắt lưng.
móc khóa thắt lưng cho mấy ông vua. Này nó có ghi là móc thắt lưng này. Tượng động vật à, đây là mấy cái tượng của động vật thôi. Động vật gì? Cái này là cái gì? Vật theo hình động vật. À, mấy cái đồ trang sức. Tượng tiên nữ, tượng ngục đồng với tượng tiên ông. Cái này cái nó bình thường, hòa bình. Cái này cũng bình. Đồ đựng nước. Chắc là mấy cái đồ để đựng mực. Đồ đựng nước rửa bút, bút tức là bút lông ấy. Mạnh. Cái đồ trang trí. Mạnh trang trí. Thường vật trang trí như là vật trang trí thấy bình thường, trang trí cái này để trang trí thôi. Trận phong, trận phong. Rồi đây là mấy cái ngọc bội này, đây là ngọc bội này. Đẹp phết nhỉ, cái này đẹp này. Cái ngọc bội này đẹp phết đấy chứ. Như cái này là cũng là ngọc bội. Bình trầm, lưu hương, bình. Lộn. Có nhiều cái không biết. Đi vào cổng. Bên đây là phòng rồi. Đây là chắc là đồ dân tộc ED hay sao á. Một cái cùi của dân tộc ED hay sao á. À đúng rồi. Rượu cần này. Cộng mấy cái chiên này. Mấy cái này quý lắm á. Mua không ra chứ. Tượng. Tượng tượng nhà mồ. Tượng nhà mồ của dân tộc ED. Mấy cái cùi. Cái này thì mình quê ở Đắk Lắk nên mấy cái này chuyện bình thường mình thấy suốt. Ở trên Đắk Lắk bây giờ đưa xuống đây để trưng bày. Cái thuyền này này, cái thuyền này mới khó này. Cái thuyền này là cực kỳ khó luôn nhá, cái thuyền dài này. Cái thuyền này người ta phải làm nguyên một cây lớn. Sau này dân tộc ở đây họ ngâm dưới nước ấy, họ lấy cái ruột ra. Lấy cái ruột ra xong rồi thành cái thuyền này. Cây này là cây dầu cực kỳ lớn luôn. Nguyên một cái cây dầu lớn luôn á. Ai mà hiểu biết về cây dầu thì sẽ biết được cái này. Cái dầu là nó lọi, nó họ thường dùng để làm dân tộc ở đây. Người ta sẽ lấy cái cây dầu, một người ta làm thuyền, hai người ta làm cái đường ống dẫn nước đó.
cây này là cây lớn, xong rồi họ cắt đôi ra, họ cắt đôi ra thì để làm thuyền á, dài lắm, thấy không? Cái dầu này, cái thuyền này, này gần 10 mét ít rồi. Cái thuyền của dân tộc ED. Gươm, giáo, khiêng. Mấy cái này thì mình thấy bình thường bởi vì mình quen rồi đấy. Huế sao? Cái này thì nhìn giống như chỗ ở Huế ấy. Ở Huế ngoài miền Trung hay toàn lễ thế này lắm. À, ở Đồng Nai mà kinh tân lễ tận phong ở Đồng Nai. Ở Huế mình thấy cũng có nhiều người làm hay làm này. Bộ quần áo của dân tộc này đây. Đây này. Đây là bản đồ. Đồ của cái dân tộc Khmer. Khmer là số 1 ở dưới Vịnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, tập trung Tây Ninh có dân tộc Khmer nhá. Rồi đâu nữa, Panna số 2. Số 2 thì là Panna ở Kon Tum, Sudan số 3. Dân tộc địa phương bỏ còn qua mấy dân tộc nó nhiều quá. Dân tộc ED đi 18. Tập trung ở Đắk Lắk, Đắk Nông. Đắk Lắk là nhiều. Dân tộc ED thì mình biết này. Đây là dân tộc nào mà biết nào. Dân tộc Gia Lai ở Gia Lai này, số 17 á. Kon Tum nó có, họ có ngôn ngữ riêng. À, mình có một số bạn của mình cũng đi dạy tiếng Gia Lai. Dạy tiếng Gia Lai, dạy tiếng Việt cho dân tộc Gia Lai ấy. Rồi dân tộc gì nữa, Quảng Trị, ngoài Quảng Trị mình biết dân tộc Cơ Tu, no, đúng không? Vân Kiều, Peru dân tộc Vân Kiều, nhìn người họ cũng giống như người Kinh thôi, nhưng mà có điều họ nhìn sao ta, nhìn khờ lắm. Là số 14 nè, số 14 là ở Quảng Trị Huế đấy. Họ tập trung ở ngoài đó thôi. Đi cái này dễ lạc lắm luôn á. Còn đi qua bên này xem thử đi. Đây là văn hóa các dân tộc Việt Nam, cái phòng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chắc công tử Bạc Liêu ở trong này một đồ trang trí của dân công tử Bạc Liêu ấy nhỉ. Sách có thử ở đây có ai biết được những cái sách nào ở đây còn biết được không nào, thử xem truyện tàu không có, không biết có sách nào mình biết không ta. Vương Hồng Xuyên không biết, dở mắm biết mấy sách không biết, những công trình nghiên cứu của ông Vương Hồng Xuyên biết không, biết ông này chắc là cái này là không trèo lên, cái này là cái giường của không ghi tên của ai cả, chỉ có cái giống giường của công tử Bạc Liêu. Ly chém ngựa đầu đăng tín. Kể ra đi bảo tàng có nhiều điều thú vị hơn.
kêu mình một cục. Sợ quá. Sợ người. Sợ con tóc này. Xong họ cũng được. Sợ quá. Đây, nhìn cái này tối đây không ngủ. Sài Gòn. Thực ra là mình rất là sợ. Ở đây ban đêm lạnh lẽo. Đây là cái quan tài bằng gỗ. Ở bên trong có cái gì tội ông. Cái quan tài bằng gỗ. Sợ quá. Bên kia có một cái quan tài nữa. Mùa sắp gấp số cạnh. Thôi, chắc mình đi ra đây sợ quá.